Dạo này trên mạng thấy nhiều thông tin là ở đặc khu cho Trung Quốc thuê đất 99 năm, không biết thông tin giờ sao cả nhà ha. Cái này là không phải em đang đọc báo nha, em đang lót báo để gọt một mớ tỏi này nè. Thường ở bên Hàn Quốc á, gia vị chính là tỏi, họ ăn tỏi nhiều lắm. Cái nhà em hôm nay là gọt tỏi để ngâm để cho sang năm sau ăn với lại một mớ để làm gia vị. Hôm nay cuối tuần nhà đông đủ cho nên là tranh thủ gọt. Cái tỏi này là tỏi tươi á, củ to ha. Đây, hồi sáng mẹ chồng mình mới đi mua, giờ gom lại cả nhà gọt nè. Qua đây củ nó to ha, qua đây dành cả tuổi thanh xuân để lột tỏi. Họ cầm dao ngược mình ha, cầm dao ngược mà thấy họ sắc hay lắm. Mình thì mình chịu á, ba mươi mấy năm ở Việt Nam cầm dao cứ đưa ra không à, nên là qua đây cứ giữ đúng vậy, không có sửa được. Mới qua cho nên không sửa được. Đấy, cái tỏi này mấy củ lớn á, thì lựa để ngâm, mấy củ nhỏ nhỏ thì để giã ra để gia vị, để rửa này. Cái này rửa xong rồi bỏ vô hũ ngâm, ngâm cái này là để nguyên một năm ăn luôn á. Ở Việt Nam mình cũng ăn tỏi chứ mà đâu có ăn nhiều đến mức này đâu ha. Bên này ăn tỏi nhiều. Mẹ chồng mình đang chuẩn bị gia vị để ngâm nè. Ngâm cái này trước thì ngâm nước với lại trộn với giấm á. Cái đây là giấm này, 2 ca giấm, 2 ca nước. Cái này ngâm, để ngâm nước với giấm 5 ngày sau rồi mới ngâm được gia vị á. Cái tỏi này ngâm xong ăn cũng ngon. Ở đây họ làm cái gì họ cũng làm một lần rồi xong rồi để lâu rồi để trong tủ lạnh á, có khi ăn cả tháng cả năm vậy. Rồi cất để 5 ngày sau rồi nó thấm giấm với lại thấm giấm xong rồi để mới ngâm tiếp gia vị. Chuyển sang món khác nha. Cái lá này, cái rau này ở cái khu mình ở Việt Nam thì không có, ở chỗ khác là có hay không mình không biết nữa. Mà nghe mẹ chồng mình nói thì cái lá này ở trên rừng ấy, cái vị nó đắng đắng. Lạc. Để coi thử cách họ nấu có khác như ở mình không nha. Trước tiên là rửa cho nó sạch sẽ trước đã. Một bịch này mua khoảng chắc gần 30 ngàn tiền Việt mình á. Nước sôi luộc sơ qua, xong rồi xả lại với nước lạnh. Xả 2 lần nha cả nhà. Ở Việt Nam mình ăn rau muống hay rau gì luộc một phát rồi xong cái chấm với nước mắm tỏi ớt ha. Nghĩ tới tự nhiên nó thèm sao đâu á. Qua anh đây mấy bữa trong người thiếu nước mắm rồi vắt cho nó ráo nước.
Cái rau này bây giờ xả với nước lạnh rồi á, nó xanh, nhìn nó xanh với lại nó giòn lắm. Mẹ chồng mình đang lựa lại mấy cái cọng dài á để cắt đi, cắt bớt ngắt bớt cho nên nó ngắn lại. Rồi dài quá cắt bớt. Muối, tỏi, nãy mình nói rồi ha, trong mấy cái món ăn mà họ lúc nào cũng có tỏi hết, dầu, dầu mè với lại mè. Đa số các món ăn á, họ hay dùng dầu mè với lại gia vị có mè ở trong với tỏi. Thử á, nếm thử vừa ăn chưa? Bao nhiêu đây là trộn xong rồi á, là bỏ trong một cái hộp á cả nhà. Xong rồi để nó ăn dần. Tiếp đến là mẹ chồng mình làm cái kim chi ke ip, cái lá nhân lá lá cái lá này là lá tía tô của Hàn Quốc. Gia vị xong hết rồi. Giờ là chuẩn bị là vuốt lên mấy cái lá. Nếm lại nha. Mình nếm thử miếng coi. Vừa rồi. Đang mùa này nó lá này nó cũng rẻ, bao nhiêu đây mẹ mình mua khoảng toàn 30.000 tiền Việt mình á. Cắt bớt mấy cái cọng đi nè, cứ xếp xen kẽ nhau á, rồi cứ gia vị bôi lên cách hai lá đấy, bôi lên hai lá trét gia vị lên ha. Xong tiếp tục cứ hai lá trét gia vị lên đấy, hai lá trét gia vị lên, làm chừng nào cho hết thôi. Nhiều đây cũng làm xong rồi cũng bỏ trong một cái hộp lớn á, rồi cứ cất trong tủ lạnh á, họ ăn dần 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 dần. Cái này cũng là kim chi nè. Đấy, cất trong một cái xong rồi. Sắp cho nó gọn lại xong rồi bỏ trong cái hũ lớn. Rồi tới bữa ăn sắp miếng nhỏ nhỏ ra rồi ăn. Gạo bây giờ chuẩn bị nấu cơm. Ở đây không biết nhà khác làm sao thì mình không biết, còn ở nhà mình thì gạo này xong rồi ăn bỏ cả gạo đen. Bỏ mấy thứ á. Mình ăn cơm ngũ cốc á, bỏ cả đậu nữa, tí nữa bỏ cả đậu nữa. Mà cái gạo này do cái thổ nhưỡng ở đây nhìn nó khác với cái hạt hạt gạo ở Việt Nam mình. Cái hạt gạo ở Việt Nam mình nó dài ha, còn ở đây cái hạt gạo nó tròn mà nó mập. Ở đây trước khi mà nấu cơm để cho nó nở đều là phải ngâm ngâm khoảng 10-20 phút á. Vo gạo trước. Có cái loại gạo này nè, nó cứng hơn mấy cái loại gạo bình thường á. Hôm nay nếu mà hôm nay ăn á, nếu mà ngày mai ăn á, là hôm nay phải ngâm, ngâm trước rồi để ngày mai lấy cái gạo đó bỏ vô nấu. Cơm bên này nó nấu dẻo, nó không có bở như cơm Việt Nam mình.
Cơm này ăn một xíu là no rồi, tại vì nó dẻo á, giống xôi ở Việt Nam mình á. Đó. Rồi nước cho nhiêu đây? Ở nhà khác á, thì nấu cơm nồi điện nó dễ nấu. Mẹ chồng mình nó thì nấu bằng cái nồi này. Đấy. Rồi chờ cơm chín thôi. Đây là bữa cơm của gia đình mình. Toàn là kim chi không ha. Chẳng có cái gì hết, cơm ngũ cốc. Rồi. Cơm canh xong rồi, bây giờ là nhảy cho nó tiêu cơm. Nhảy dở vậy chứ mà. Mỗi lần mà đưa máy về nó bắt đầu là nó tạo đủ kiểu hết á. Nó thích quay phim lắm. Cảm ơn cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Hẹn cả nhà video sau nha. Bye bye cả nhà.